Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau viết cụm từ chia sẻ và bù đắp. Chúng ta sẽ cùng nhau viết hai cụm từ này nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đến với cụm từ chia sẻ. Cụm từ chia sẻ được gồm hai từ, từ chia và từ sẻ. Từ chia được bắt đầu chữ trở nhẹ, từ sẻ được bắt đầu bằng chữ trở nặng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết cụm từ chia sẻ. Ok, mình đã viết xong cụm từ chia sẻ. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang cụm từ thứ hai, đó là bù đắp. Cụm từ bù đắp gồm từ bù và từ đắp sẽ được cách nhau khoảng 1 ly. Ok, mình vừa hướng dẫn cho các bạn biết hai cụm từ, đó là chia sẻ và bù đắp. Video của mình ngày nay cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe mỗi chung mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.